cái là tới luôn. Gần 2 năm trời, tức là 700 mấy chục ngày, qua 42 nước và đã trải qua trên 50.000 cây số đường. Đó là những con số chúng ta muốn nói tới khi nhắc tới nhân vật rất đặc biệt này, Trần Đặng Đăng Khoa. Một cái tên có lẽ đã rất là quen thuộc đối với lại nhiều giới mê phượt ở Việt Nam cũng như là những người ở nước ngoài. Ngày hôm nay qua nhiều nước rồi, Trần Đặng Đăng Khoa có mặt ở Bô Sa, Little Sài Gòn, và chúng ta sẽ có một câu chuyện với lại Trần Đặng Đăng Khoa rất là kỹ. Nhưng mà trước khi đi vào câu chuyện, không thể không lướt qua xem cận cảnh chiếc xe đã gắn liền với anh trong suốt chặng đường vừa qua. Có thể nhìn thấy ở đây cái chiếc xe nó có rất là nhiều những chi tiết, rất là nhiều những kỷ niệm đối với lại người chủ của nó và những người hâm mộ người chủ của nó, Trần Đặng Đăng Khoa. Chiếc xe này nó có quá nhiều những cái đặc biệt. Khoa có thể nói đôi chút về chiếc xe này, nó là hiệu gì mà tại sao lựa chiếc xe này để mà đi thưa Khoa? Thì xe này là một chiếc Honda có 97 phân khối thôi. Thì xe nó cũng nhỏ, thì đây chiếc xe đầu tiên em có. Thì chiếc xe duy nhất, đầu tiên và chiếc xe duy nhất đến giờ. Thì xưa thì đi học, đi xe buýt, đi xe đạp, đi bộ thôi. Thì sau đó cũng thích chiếc xe, thì ra trường mua trả góp được chiếc xe nên quý nên. Rồi sau đó đi học, đi làm, trải nghiệm, đi chơi thì cũng đi với xe này. Thì sau đó thì có chiếc xe này em đi chơi gần vài chục, vài trăm km, sau đó đi đến cả ngàn cây km, rồi cũng có chuyến đi 10.000 cây. Thì sau đó mới hồi nhỏ đã thích du lịch rồi thì mới nghĩ là tại sao không đi chơi xa hơn, đi qua các nước khác, qua các châu lục khác với một chiếc xe gắn máy thì mình chỉ đi với chiếc xe này thôi, tại vì nó gắn liền với nhiều kỷ niệm, nó cũng có yếu tố tâm linh một chút trong đó. Thì một phần nó nhỏ thì nó tiết kiệm được xăng, rồi nó có hư hỏng gì thì đẩy đi nó cũng nhẹ hơn, rồi là khiêng lên xe truck để chở đi sửa thì nó cũng dễ hơn, nên em chỉ quyết định làm đi với xe thôi mặc dù nó hơi yếu. Chiếc xe này thì có rất là nhiều những cái dấu vết ở trên đây mà chúng ta có thể thấy, nhiều cái sticker, nhiều cái kể cả những dòng viết mà chúng tôi vừa mới cũng có cái cơ hội viết lên là Phố Bô Sa TV từ Little Sài Gòn ngày 7 tháng 5 năm 2019, một kỷ niệm để lại với lại Trần Đặng Đăng Khoa. Mà Khoa nói đôi chút về những cái dấu vết kỷ niệm này. Dạ thì trong đây cũng có mấy cái sticker của bạn bè tặng. Đây là mấy cái mấy cái tiểu bang đi qua, rồi cái Route 66 là ở đây cũng có mấy bạn tặng, rồi cũng đi cái đường là Murder Road, con đường này ai Mỹ cũng biết rồi. Thì sticker của mấy người bạn ở Chile, này có Azerbaijan, nhìn giống Arizona, thực ra là Azerbaijan. Thì có mấy người bạn người ở Thái nè, rồi ở cái chỗ camping ở Ecuador, Rocha, Bolivia. Cái con này ở Brazil, ở thác Iguazu, Pháp, Croatia, Montenegro, Canada, Thụy Sĩ, Bỉ. Rồi cái này là của người Navajo, là ở Mỹ đây, ở Arizona, New Mexico đây. Rồi này Fraser, trên là hai cái anh chị bạn, chồng người Anh, vợ người Việt gặp ở Colombia, một lần Peru, một lần Colombia. Rồi Georgia là cái nước Georgia, rồi Ecuador, cái này của người bạn ở Colombia tặng. Cái này ở Nepal, cái con búp bê này ở ở Georgia, là ở thủ đô Tbilisi của Georgia. Rồi cái này ở ở Hà Lan, Machu Picchu, Santorini, rồi Pakistan, Yosemite. Này là của anh bạn người Ý, cũng đang đi một cái trip vòng quanh thế giới mà bằng xe Vespa.
rồi Ý, Hamburg. Nói chung là cũng mấy cái đồ linh tinh cũng chắc kể cả ngày không hết, mỗi kể cả ngày không hết. Dạ. Có những cái thứ như là thứ này là gì đây nè? Cái đèn em gắn phụ đem ngoài, cái đèn chính thì có cái đèn này thì nó để hỗ trợ thêm ánh sáng khi mà không thấy đường á, khi mà tối thì có thêm nhưng mà cũng hạn chế đi buổi tối, gắn thêm để cho nó sáng thôi. Dạ. Có gắn camera ở trên đây để mà theo dõi con đường của mình đi không? Camera thì có nhưng mà khi nào cần mới lấy ra, sợ cứ gắn lên xe miết thì giang hồ đi ngang thoát mất. Ở đây thấy có cái kể cả cái ống khóa nữa, bộ là sợ đi đâu nó mất mất xe hay sao mà phải. Dạ thì cũng khóa đi nè. Khóa thêm xe vô cái cột nhà hay là cái gì đó cho nó chắc thôi, chứ thật ra xe này cũng không ai lấy đâu, sợ người ta phá thôi, chứ xe này giờ bán cho không người ta không lấy nữa, huống chi là thợ chớm. Dạ. Cảnh ở đây chúng ta còn thấy có cả cái này, cái giống như là một cái lao sơn để qua mấy dụng cát đó rồi. Dạ rồi vậy thôi. Có cái ống bơm xe ở đây, bơm đạp ở đây. Yeah. Khi mà chạy một cái chiếc xe nhỏ như thế này trên một con đường dài như vậy, chắc chắn là mỗi món đồ ở trên này đều phải có công dụng của nó, nếu không là đã phải loại đi rồi, đúng không? Thí dụ như là mình nói thêm cái móc này chẳng hạn, đây là làm gì đây? Dạ cái nào ạ? Cái móc đó. Cái này thì giống như mấy bà đi chợ ở Việt Nam, sợi xe này là cơ bản xe mấy chị em đi chợ mà. Thì đi mua bịch gì, mua gì đó móc vô đây chạy. Chúng ta đấy có cả là Luxembourg nè, yeah. Iran nè. Tất cả mọi cái sticker đó đều là những nơi đã đi qua chứ không phải dán. Dạ đúng rồi, đi qua thì mấy cái sticker của mấy người bạn họ tặng. Và chúng ta thấy New York của chúng ta ở đây nữa, chắc là đã đi qua New York rồi. Dạ rồi, New York City. Nhưng mà em ở bên New Jersey rồi, tại vì bên đó nó rẻ hơn, chứ qua New York không có tiền thuê chỗ ở. Ở đây có cái chữ gì đây? GXDMVN. Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam. Amarillo thì có hội mấy anh chị cô chú bên Amarillo ghi kỷ niệm cái đêm chia tay. Dạ. Đây có này mấy con bé người Mỹ ở gặp ở Utah thôi, với mẹ nó cũng gặp cũng vui. Thì còn cái này nó một cái dấu hiệu gì đó mà khó hiểu thế, A2125VN. Bí mật cái mã khóa. Để nhiều khi mấy cái khóa đều quên rồi. Dạ. Bây giờ là mình biết cái bí mật mã khóa là bao nhiêu rồi đó. Dạ. Nhưng mà cái thứ tự nó đảo ngược nên chỉ có em nhớ thôi. Dạ. Tức là có khi là phải quên cho nên là. Dạ. Rồi cái gì đây, Ba Liêm ở đây nữa nè. Dạ thì bên Amarillo, bên Texas. Dạ. Nói chung là chúng ta ngày hôm nay là có dịp cơ hội là để mà xem rất cận cảnh tất cả những cái chi tiết ở trên một cái chiếc xe huyền thoại như thế này. Hiếm có cái dịp mà xem cận cảnh mà cũng như là giải thích lý giải những cái cái quan trọng nữa. Ở đây chúng ta thấy có cái bảng số là 63H26736. Cái bảng số này có lẽ là bảng số nguyên bản của nó từ Việt Nam. Dạ, chăng? Đúng rồi. Và ở đây có chữ Việt Nam nữa nè. Dạ. Đó. Biển số 63 là của Tiền Giang. Chữ H là như là ở Gòm Tây, là ở chỗ quê nhà em. Dạ. Thì biển số này là từ lúc có xe đến giờ thì là một cái biển hơn là chưa bị tháo trộm. Chạy với nhiều người đi Nam Mỹ cũng hay bị tháo mất biển số rồi. Dạ. Khi mình đi tất cả các nước mình đều sử dụng cái bảng số này, không cần phải đổi qua những cái bảng số các nước hay sao? Một cái biển số thôi, chứ đổi mình không có đổi biển số được, tại vì giấy tờ xe mình là biển số này rồi. Thì chứ có biển số. Rồi, có rất là nhiều người thắc mắc, khi mà nghe cái câu chuyện của Trần Đặng Đăng Khoa đó. Khi mà đi nhiều nơi đi xa như vậy thì chắc chắn là những cái bánh xe này không thể chịu nổi từ đầu đoạn đường cho tới cuối đoạn đường 50.000 cây số và còn nữa. Thì làm sao mình có thể thay các cái bánh xe? Cái này là để xem, cái này là cái thứ ba rồi, cái cặp vỏ thứ ba rồi. Một cái đầu là từ Việt Nam đến Pháp, cái thứ hai là ở cái thứ tư rồi chứ. Cái thứ hai là ở Nam Mỹ. Cái thứ ba là trên Mỹ đây. Rồi đây là cái cặp vỏ thứ tư rồi. Thì nó đi khoảng 10.000 km là nó đã mòn lắm rồi. Thì em thay thì cái vỏ này cũng của Việt Nam sản xuất, của Kasumina. Thì chất lượng nó cũng tốt. Thì bạn bè gửi qua, tại vì tìm ở đây cái size này nó hơi khó đó. Thì bạn bè sẵn ship qua cho em. Rồi em lấy em thay thôi.
Tức là mình đi tới đâu sắp sửa hư rồi bạn bè nó ship qua cho mình, hay là mình mang theo, mà mang theo thì không thể mang được, cái hành trang phải hết sức là gọn nhẹ thì mình đâu có thể là mang theo vài chục cặp vỏ như vậy. Thì đến đâu bạn bè ship đến đó thôi, rồi tới chỗ thì em đồ thay là em có đủ hết, nhưng mà có bạn ở đó thì bạn bè giúp. Như là ở đây thì có một cái anh Long ở Westminster hôm bữa thứ bảy rồi cũng chạy qua, thì ảnh phụ em thay, ảnh thay vỏ, thay nhông sinh dĩa rồi mấy cái phụ tùng hao mòn cho em. Dạ. Còn trong trường hợp mà khi mình đang đi đường, chẳng những vỏ mà còn ruột xe nữa, rồi chẳng những ruột xe mà còn tất cả những cái bộ phận khác nữa, có khi nào nó bị hư? Và khi mà hư thì phải giải quyết như thế nào? Mình tự sửa hoặc là rồi đồ nó không có đúng theo cái món của mình thì sao? Thì cũng có nhiều lần nó hư nặng thì từ Việt Nam gửi qua thôi, hoặc là tìm được thì tìm ở đó. Thì hư thì cái nào nhẹ nhẹ thì em sửa được, em cũng mang phụ tùng. Cái nào hư nặng quá thì nhiều khi thay nguyên cục máy, giống như hồi ở bên Virginia, bên bờ đông thì cũng hư xe rồi phải ship cục máy qua lắp vô. Dạ. Ngoài ra đó thì khi mà đi một cái chiếc như thế này thì có lẽ là hành trang của Khoa trong suốt chặng đường nó cũng phải hết sức gọn nhẹ. Như vậy thì vấn đề những cái vật dụng mà mình cần đó, nó phải làm sao? Mình thấy các vị, các bạn mà đi du lịch theo kiểu ba lô á, thì họ mang theo một cái ba lô rất lớn, nhưng mà dường như là Khoa thì không phải trường hợp như vậy. Vậy thì thí dụ như là thức ăn, rồi mền, ngủ, rồi mấy cái vật dụng đó thì như thế nào? Thực ra là đồ em nhiều hơn đồ tụi nó đấy chứ. Tại vì tại vì em có xe thì em xe nhỏ không chở được nhiều, nhưng mà cũng là tại vì em phải có mang laptop làm việc nè, rồi túi ngủ, rồi bếp núc nấu nướng, rồi lều bạc, rồi quần áo các kiểu. Tại vì nếu đi bộ thì nó đơn giản quá, bay tới bay lui thì mang cái ba lô. Còn tại vì em làm đi rồi, ngoài ra còn phụ tùng sửa xe các kiểu nữa. Rồi tại vì em cũng hay camping á, rồi đi trời mùa lạnh mùa đông một cái trip là nói chung là nguyên một cái nhà, chứ không phải là như mấy bạn kia thì tối có chỗ ngủ rồi vô motel ngủ thì quần áo thôi. Còn em thì rất là nhiều đồ linh tinh, nên chia ra bốn túi, thì có hai cái túi, hai cái set đồ bag để ở đây, rồi một túi quần áo ở đây, cái ba lô mang trên vai là mấy cái đồ quý, tại vì đi đâu đi vô cây xăng đổ xăng thì phải mang theo đi ăn vậy, rồi một túi đựng cái laptop, rồi những cái đồ linh tinh, rồi kem đánh răng, bàn chải ở tay, nên tổng cộng bốn túi là nó cũng nhiều. Nhưng mà lúc trước là nhiều hơn, mà vừa đi em vừa bỏ lại cho nó nhẹ bớt. Dạ. Nó thì cũng nhiều, tức là coi như là cũng như là gần đầy đủ như là một cái nhà lưu động của mình luôn. Dạ đúng rồi, này mobile home á. Nhưng mà trên chiếc xe nhỏ nữa thôi. Nhưng mà một cái món không thể thiếu được, bắt buộc phải mang mà không biết có mang được hay không. Dạ. Đó là xăng. Dạ. Khi mà một cái chiếc như thế này thì chắc xăng nó cũng không chạy được bao nhiêu cây số. Dạ. Cái này chạy được bao nhiêu cây số và cái xăng thì phải như thế nào? Xăng thì em đổ một ga lông là đầy bình rồi. Mà có mỗi lần đổ có 2 đồng thôi. Ừ. Thì đi được cũng 80 mai. Thì những cái đoạn xa mà vài trăm mai mới có thì em chở theo xăng sơ cua theo. Có cái bình xăng dự trữ. Hoặc là chỗ nào mấy nước kia không cần cái bình đó thì cứ đổ vô chai nước suối cho nó nhẹ, chứ cái bình đó nó cũng nặng thì tùy tình hình. Nhưng mà ở Mỹ này thì không lo, tại em hay đi đường nhỏ đó, thì khoảng 50 mai là có ga xăng rồi, thì mà xem đi được 80-100 mai một ga lông nên cũng không có lo lắm. Tức là mình phải tính trước cái đoạn đường mình đi sẽ có chỗ đổ cây xăng hay không. Đúng rồi, phải nhắm trước. Nhưng mà cũng có vài lần như ở Nam Mỹ, đi qua mấy cái sa mạc là ở Mỹ đây, cũng đi đến đoạn mà tìm cây xăng là tới chỗ cây xăng đó mình biết có, nhưng mà tới đó lại đóng cửa thì cũng đứng vẫy vẫy xin xăng thôi, là kiếm chỗ nào bán thì xin cho họ xin một ít để đi tiếp. Tức là cũng có khi mình bị gọi là hết xăng mà mình phải tìm cách giải quyết. Cái bình xăng nó ở đâu? Cái bình xăng là ở dưới cốp. Chúng ta kỳ này là coi cận cảnh cái xe này, nếu mà ai chưa biết xe này nên như thế nào. Thì ở đây thì xăng đông đông thôi, chỉ đổ được khoảng cỡ chừng 2 ga lông mà thôi. Một ga lông là tràn bình nữa. Còn cái bình xăng gọi là xăng mang theo thì mình để đâu? Xăng mình treo lủng lẳng xung quanh, có cái bình để ở đây thôi. Dắt lên cái túi đồ thôi. Đó là một chút xíu câu chuyện về cận cảnh chiếc xe Honda rất là nhỏ bé nhẹ nhàng của Trần Đặng Đăng Khoa, để anh có thể vượt qua cái đoạn đường 50.000 cây số cho tới nay và còn nhiều cái ngàn cây số nữa. Bây giờ thì câu chuyện với Trần Đặng Đăng Khoa sẽ được bắt đầu, và rất là nhiều chi tiết lý thú không thể bỏ qua. Bây giờ mình đi vô đó ha. Okay.